Huy xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi talk show ngày hôm nay trên đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BWIN TV 57.3 và kính chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian trước đây thì quý vị có nhớ là một lần thì Minh Huy có lên talk show giới thiệu đến quý vị về một buổi tiệc chay gây quỹ của Thiền viện Phổ Môn, và có lẽ với những người đã từng sinh hoạt với Thiền viện Phổ Môn thì không lạ gì những hoạt động hàng tuần cũng như là những cái hoạt động nổi bật của Thiền viện trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng với những người ít biết đến Thiền viện thì không nghĩ là Thiền viện đã bước sang tuổi 13, và ngày hôm nay thì đến với buổi hội luận ngày hôm nay thì Minh Huy có mời đến trường quay đó chính là ni sư Thích Diệu Thiện cũng như là chị Thiền sinh Tuệ Quán, là những người đã gắn bó với Thiền viện Phổ Môn trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là ni sư Thích Diệu Thiện, còn chị Tuệ Quán cũng là một trong những thiền sinh đang sinh hoạt tại đây. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên thì Minh Huy muốn hỏi ni sư, bởi vì là một người tâm huyết đã bỏ nhiều công sức cho Thiền viện Phổ Môn và cũng như là mang đến một cái bài thuốc chữa lành cái tâm lý cho mỗi thiền sinh đến đây bằng cách là mình tự chữa bệnh cho mình, đúng không ni sư? Yeah. Thì không biết là 13 năm vừa qua thì ni sư muốn nói gì với tất cả quý thiền sinh đang sinh hoạt tại thiền viện cũng như là tất cả quý khán giả đồng hương, những người đã từng biết đến hoặc chưa biết đến bộ môn này. Yeah. Xin kính chào khán thính giả đang xem đài BYN. Chào Minh Huy. Trước tiên thì sư muốn lên đây để mà gửi lời cảm niệm chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương, Phật tử thiền sinh đã hết lòng ủng hộ và trợ duyên cho Thiền viện Phổ Môn trong suốt 13 năm qua. Và trong suốt 13 năm qua, với cái tâm nguyện là làm sao giúp cho mọi người nhận ra được cái khả năng giác ngộ vốn sẵn nơi chính mình. Bởi vì khi mà mình nhận được cái khả năng đó đó thì con người mình nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thản, và tất cả những cái khổ đau, lầm mê nó sẽ rơi rụng, và trong mình tình thương nó sẽ có mặt, và lúc đó mình sẽ biết cách mang niềm vui đến cho cuộc đời. Dạ vâng. Còn chị Tuệ Quán, Minh Huy muốn hỏi chị là cơ duyên nào đưa chị đến Thiền viện Phổ Môn? Tuệ Quán xin kính chào quý khán thính giả của đài BYN. Thân chào Minh Huy, lần đầu tiên biết được Minh Huy. Tuệ Quán có cái duyên về thiền viện sinh hoạt đã được một năm rồi. Cái cơ duyên cũng rất là hay. Tuệ Quán muốn về thay đổi về con người mình để không có được không có bị nóng nảy nữa. Được về đây thầy hướng dẫn, cho nên Tuệ Quán trong vòng một năm đã đạt được ít nhiều lợi ích cho cả bản thân, cho cả gia đình và những người thân xung quanh nữa. Dạ vâng, thì có thể nói là phương pháp thiền là mọi người nghe rất là nhiều, nhưng mà để hiểu được là làm thế nào để có thể có được một cái bài học mà mình về mình ứng dụng được trong cuộc sống thì có lẽ là điều này thì Minh Huy phải hỏi ni sư. Theo Minh Huy thì thường thường Minh Huy nghĩ thiền là như thế nào? Dạ, Minh Huy nghĩ thiền một cách đơn giản là khi mà chúng ta tịnh tâm lại và chúng ta suy nghĩ hướng đến một cái gì đó mà tốt đẹp hơn. Mỗi khi mà đơn giản là mỗi khi chúng ta nóng giận, chúng ta chỉ cần dành 1-2 phút để chúng ta thiền, chúng ta tĩnh tâm lại, đẩy cơn nóng giận của mình xuống để có thể hành xử một cách tốt đẹp hơn, hòa nhã hơn. Thì cái đó cũng là một trên bước đường đi đến con đường tu học hướng tới chỗ giác ngộ. Yeah. Nhưng mà cái cốt tủy của Thiền viện Phổ Môn là làm sao giúp cho mọi người nhận ra được cái chỗ tột, có nghĩa là cái khả năng giác ngộ, cái bản tâm thanh tịnh vốn sẵn nơi chính mình. Bởi vì khi mà mình về được cái chỗ đó thì lúc đó con người của mình nó mới thanh thản, thì tất cả những cái lầm mê nó mới rơi rụng. Yeah. Khổ đau nó mới không còn. Còn thí dụ như những cái căn bản, thí dụ như chúng ta chỉ đối trị những cơn giận bình thường hay là những cơn buồn bình thường thì nó chỉ là chuyển hóa tạm thời thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ trở lại. Còn thiền ở Thiền viện Phổ Môn thì giúp cho mọi người trị tận gốc. Yeah. Có nghĩa là thấu suốt được tận cùng của cội gốc khổ đau, và mình nhận ra được cái thanh thản, cái tự do tự tại vốn sống trong chính mình. Thì khi mà chính vì vậy mà khi thiền sinh về tu học á, thiền sinh chuyển hóa rất là lớn. Yeah. Mà không phải là chỉ có cho người Việt không, mà người bản xứ ở đây, người Ấn, người Hồi, người Công giáo và tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc. Thì khi mọi người về thì mọi người đều có cái chung là cái lầm mê, cái khổ đau, nhưng mà mọi người cũng có cái chung là cái giác ngộ. Cho nên khi mà về với Phổ Môn thì Phổ Môn như là một cánh cửa rộng mở, chào đón tất cả mọi người. Và khi mọi người tìm về Phổ Môn thì chắc chắn là khi bước tới Phổ Môn thì không có nội tâm chưa thông, nhưng mà sau khi rời Phổ Môn thì người nào cũng cảm thấy trong nội tâm rất là thanh thản. Dạ, vâng. Thông dong. Dạ. Nếu mà nói như ni sư vừa nói thì mình hơi hiểu nôm na là chúng ta đánh thức cái tâm thiện của mỗi người, và
luôn luôn nghĩ đến những cái gì nó tốt đẹp hơn trong cuộc sống thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, đúng không Lisa? Nó hơn cái đó nữa Minh Huy, nó không phải chỉ là đánh thức cái tâm thiện không, mà đánh thức cái khả năng giác ngộ của chính mình. Dạ vâng, thì cái điều này là cần phải có một cái quá trình rèn luyện. Thì như Ni Sư vừa chia sẻ, như quý vị cũng đã thấy là Thiền viện Phổ Môn không chỉ phục vụ cho những người theo đạo Phật, không phải phục vụ cho người Việt Nam, ngôn ngữ chính cũng không phải là tiếng Việt, mà tất cả những màu da, những sắc tộc và những người từ những cái tôn giáo khác, nếu ai muốn đến giác ngộ và tìm về một cái nơi thênh thang trong chính tâm hồn của mình thì đến với Thiền viện Phổ Môn. Thì Ni Sư có thể chia sẻ một vài cái hoạt động hàng tuần của Thiền viện diễn ra như thế nào thưa Ni Sư? Dạ, thì trong suốt 12 năm qua thì Thiền viện Phổ Môn đã mở rất là nhiều khóa học cho người Việt và người bản xứ. Ví dụ như là mỗi chủ nhật hàng tuần và tối thứ năm cho người nói bằng tiếng Anh, tối thứ ba là những cái khóa thiền căn bản, và mỗi thứ hai và thứ tư, thứ sáu đều có khóa tu học cho tất cả thiền sinh về thực tập. Nói chung tất cả các khóa tu học cũng nhằm giúp cho mọi người là đánh thức cái khả năng giác ngộ vốn sẵn nơi chính mình. Mà 12 năm qua thì bao nhiêu năm sư đã từng bước khai thị và hướng dẫn cho mọi người, thì năm nay là năm thứ 13, giống như là hoa trái giác ngộ nó đã nở rộ ở vườn hoa Phổ Môn. Thành ra mọi người rất là vui mừng và mong mang cái tinh thần giác ngộ này đến cho cuộc đời. Và chính vì vậy mà mọi người đồng lòng để mà phát triển cái trung tâm giác ngộ. Mà như Minh Huy biết vừa rồi thì quý đồng hương, Phật tử ở Houston cũng như là các nơi hết lòng ủng hộ cho Thiền viện Phổ Môn, để Thiền viện Phổ Môn có một cái mảnh đất mới. Mà đó là lý do mà Thiền viện Phổ Môn muốn tổ chức cái đợt sinh nhật kỳ này, là để trên cái mảnh đất mới như là một sự tri ân tất cả tấm lòng của chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương Phật tử đã đóng góp vào nơi đó. Và mình muốn rằng quý vị đến để mà nhìn thấy một cái mảnh đất mà bao nhiêu ngày tháng mình chờ đợi, hoặc là cái sự đóng góp của mình nó được thành hiện thực. Thì đó là lý do mà mình tổ chức cái sinh nhật Phổ Môn trên cái mảnh đất mới kia này. Thưa chị Tội Quán, trước khi chúng ta chuyển đến cái đề tài là cái buổi sinh nhật, bởi vì đây là đề tài mà tất cả mọi người rất là mong muốn nghe, thì Minh Huy muốn hỏi thêm chị là trong khoảng thời gian ngắn chị gắn bó với Thiền viện Phổ Môn, thì lý do vì sao mà chị cảm thấy là chị tiếp tục đi cùng với Thiền viện Phổ Môn trong khoảng thời gian sắp tới thưa chị? Cảm ơn Minh Huy đã hỏi câu này. Tội Quán muốn chia sẻ thêm một phần nhỏ trong một cái chương trình của Thiền viện Phổ Môn. Cái điểm nhấn mà bản thân Tội Quán rất thích là chương trình Youth. Thì mỗi chủ nhật có chương trình Youth, Tội Quán về đây là cái lợi ích không chỉ có bản thân mà đưa cả con về. Thành ra trong cái bổ sung cái phần chương trình mà Ni Sư vừa giới thiệu của Thiền viện Phổ Môn mình thì là có thêm chương trình Youth, rất là có lợi ích cho những gia đình, chuẩn bị cho các em có một cái tâm như thế nào khi đối diện với cuộc sống khi các em trưởng thành và ra đời. Thì đó là một điểm nhỏ. Lý do nào mà Tuệ Quán gắn bó với Thiền viện Phổ Môn trong một thời gian sinh hoạt ngắn như vậy? Hai chữ lợi ích. Và từ hai chữ lợi ích cho bản thân, cho gia đình mình trong một phạm vi nhỏ, Tuệ Quán muốn mang cái lợi ích đó đến cho toàn thể mọi người. Mình có cái miếng ăn ngon, mình chia sẻ thì cái miếng ăn của mình nó có ý nghĩa hơn nhiều lần lắm. Thành ra là Tuệ Quán muốn cùng góp một bàn tay chung với tất cả những anh chị em thiền sinh trong thiền viện mà cũng đều có lợi ích, để cùng đứng ra thành lập ban tổ chức để tổ chức cái ngày sinh nhật năm thứ 13 cho có mang một cái ý nghĩa thật là rộng lớn, khi mà sau 12 năm rồi thì năm 13 bước vào một cái chu kỳ mới. Chu kỳ này, chu kỳ mở rộng như thầy vừa nói, là hoa trái đã nở rộ hết trong cái vườn hoa giác ngộ rồi. Thành ra bây giờ cái sinh nhật này mang một cái ý nghĩa rất là rộng lớn, mang đến cho tất cả mọi người để mọi người hiểu được cái sự lợi ích Thiền viện Phổ Môn đã giúp như thế nào. Và khi vô trong đó, đa phần là thiền sinh khi nhận ra được và hiểu ra được mình có lợi ích như thế nào, ai ai cũng muốn có cái tâm nguyện mình sẽ mang chia sẻ hết cho mọi người. Dạ, đó là lý do tại sao chị Tư Quán nằm trong ban tổ chức. Dạ vâng, một cái điều rất là dễ hiểu đúng không ạ? Ai đến đây rồi thì cũng, Minh Huy thấy là đã nói chuyện với vài chị thiền sinh rồi thì cũng giống giống như chị Tội Quán vậy. Đầu tiên là có cái lợi ích cho bản thân, bên cạnh đó thì muốn chia sẻ những cái gì mà mình cảm niệm được, mình học hỏi được từ thiền viện. Thưa Ni Sư, là trong cái đợt vừa rồi mình có tổ chức một buổi gây quỹ mà theo
cá nhân Minh Huy đánh giá có mặt tại đó thì thấy là nhận được sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần với cái sự nhiệt tình của những thiền sinh cũng như là những cái sự đóng góp từ đồng hương chúng ta ở khắp nơi. Và trong cái buổi đó quý vị biết là không chỉ có người Việt Nam mà cũng có rất là nhiều sắc dân khác nhau đến tham dự để ủng hộ cho thiền viện. Thì không biết là cái mảnh đất mới mà sắp tới mình tổ chức thiền viện đó thì mình đã có những kế hoạch gì xây dựng trong tương lai và mọi thứ đến đâu rồi thưa ni sư? Cảm ơn Minh Huy đã đặt câu hỏi. Minh Huy biết là cái tiệc chay vừa rồi đó là lần đầu tiên trong suốt 12 năm Thiền viện Phổ Môn có mặt ở Houston. Đó là cái tiệc chay đầu tiên. Bởi vì trong suốt thời gian qua thì sư chỉ là muốn đem một cái tâm nguyện duy nhất là làm sao giúp cho mọi người có lại được niềm vui trong cuộc sống, giúp hàn gắn những cái đổ vỡ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Cho nên là mình chỉ dành hết thời gian để làm cái chuyện đó. Nhưng mà vừa rồi thì Phổ Môn nó quá chật, cho nên tất cả mọi người tha thiết mong Phổ Môn được dời qua một địa điểm mới. Nhưng mà một cái duyên may chắc có lẽ là Tam Bảo cũng chứng minh, quý đồng hương Phật tử cũng cảm. Cho nên khi mà mình tổ chức cái buổi tiệc á, thì ai cũng hết lòng ủng hộ hết. Cho nên là buổi tiệc rất là thành công. Và mình nhờ vậy mà chúng ta đã có được mảnh đất mới. Thì trên mảnh đất mới với một cái dự án là tương lai mình sẽ có một cái nơi rộng hơn, một cái thiền đường rộng thoáng để đón nhiều người về tu học. Rồi nơi chỗ cho các em học, rồi một cái trai đường để cho mọi người dùng trưa, ăn trưa ở lại ở bên đó. Rồi mình có những cái phòng ở cho tất cả những người ở xa về ở lại tu học một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi mà họ về với khóa tu như vậy thì họ sẽ xả bỏ tất cả những cái bận rộn trong cuộc sống, họ về để họ có cơ hội tìm lại chính mình rất là dễ. Mà khi mà tìm lại chính mình là cái nội tâm mình nó thanh thản, nó thông dong, nó rất là hạnh phúc. Thì nhờ vậy sau khi mình trở về nhà đó, mình sẽ đem lại được cái niềm vui về cho gia đình. Thành ra mình sẽ có những cái dự án mà như Minh Huy biết rằng cái công việc nào cũng vậy, một con én đâu có làm nên mùa xuân đâu. Cho nên cũng rất là cần sự đóng góp của tất cả quý đồng hương, Phật tử nghĩ đến cái tương lai của thế hệ con em của chúng ta, hoặc là hiểu được cái việc làm của sư và cùng một tay để đóng góp cho cái trung tâm giác ngộ sớm hình thành. Thì khi mà trung tâm giác ngộ có được rồi thì mình sẽ giúp được rất là nhiều người có được niềm vui, có được lại hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, thưa quý vị, như quý vị vừa thấy trên màn hình thì một vài hình ảnh của Thiền viện Phổ Môn. Thì trở lại với cái vấn đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay thì thưa quý vị, là vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 4 sắp tới thì tại khuôn viên mới, trên khuôn viên đất mới của Thiền viện Phổ Môn, nằm tại địa chỉ là 15202 Doraland, Sugarland, Texas 77498 thì sẽ diễn ra cái buổi sinh nhật lần thứ 13. Thì xin mời chị Tuệ Quán cũng như là ni sư chia sẻ về những cái điểm gì đặc biệt sẽ diễn ra trong cái buổi sinh nhật lần thứ 13 này. Và riêng ni sư thì Minh Huy muốn hỏi là về cái chương trình tu học ngày hôm đó mình có một cái gì đặc biệt không thưa ni sư? Dạ, thì trong cái ngày hôm đó đặc biệt đó là mình sẽ có một cái giai thoại thiền, cái một vở kịch mà tất cả thiền sinh đã trải nghiệm trong sự tu học á, thì sẽ đóng một cái vở kịch rất là ý nghĩa mà sư nghĩ rằng mọi người đi đến đó nghe cái vở kịch đó thì ra về sẽ không bao giờ quên, và chính cái vở kịch đó sẽ giúp cho cuộc đời của mình thay đổi từ cái vở kịch đó. Đồng thời thì mình cũng sẽ có cơ hội cho quý đồng hương Phật tử biết được cái dự án mà tương lai của Thiền viện Phổ Môn như thế nào. Dạ. Và trong đó thiền sinh cũng có thể chia sẻ những cái trải nghiệm mà thiền sinh đã có được trong suốt thời gian tu học ở Thiền viện Phổ Môn. Dạ vâng, xin mời chị Tuệ Quán đại diện bên cạnh đó, cái phần rất quan trọng là quý đồng hương và quan khách về tham dự sẽ được dùng một bữa cơm chiều do chính quý thiền sinh trong đã từng tu học nấu ăn để khoản đãi rất là bổ dưỡng và thanh khiết. Rồi cũng có một chút văn nghệ của thiền sinh và những cái người tới đóng góp. Rồi vì cái chương trình của mình á, giới hạn ở đây, Minh Huy biết Tuệ Quán được lợi ích, chỉ biết là lợi ích chung chung thôi vì thời gian mình không có đủ. Nhưng mà về đó thì có thêm một thời gian thì được nghe thêm nhiều thiền sinh chia sẻ thêm chi tiết chút xíu, để cho giống như cho những cái người mà chưa từng biết sẽ biết được qua cái tu học như thế nào để mình có cái lợi ích như thế nào, rồi sau đó mà mình mới giúp được cho mọi người. Thì bữa tiệc sẽ bắt đầu từ lúc 4 giờ chào đón quan khách, bắt đầu 5 giờ mình sẽ vô bữa tiệc và 6 giờ mình sẽ cắt bánh sinh nhật để đón mừng, để chào mừng sinh nhật lần thứ 13 của Phổ Môn. Rồi cái giai thoại kịch thì ni sư vừa nói sẽ được diễn ra, mà đó sẽ là một cái món quà cho mọi người đi tới tham dự cùng mang về
để nghi ngẫm. Dạ vâng, thì Minh Huy thấy là nghe giới thiệu có chút xíu thôi mà cũng cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Thưa quý vị, là nếu như quý vị nào đã từng đến tham dự một cái buổi tiệc chay gây quỷ của Thiền Miện Phổ Môn vào năm trước đó, thì quý vị cũng có thể thấy là một cái không gian của sự chia sẻ, của sự tĩnh lặng. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những cái lợi ích từ những câu chuyện. Minh Huy vẫn nhớ mãi cái câu chuyện hoa hồng với hoa cúc của Ni Sư đến tận bây giờ. Cho nên là cũng rất là mong quý vị thu xếp thì giờ đến đây, để có thể chúng ta không phải là người Phật giáo, có thể chúng ta không biết gì về thiền cả, nhưng nếu như chúng ta biết một bài thuốc để chữa lành tâm lý của mình và hướng mình, như Ni Sư nói là hướng mình đến cái sự mở lòng mình ra và đi về với cái bến bờ giác ngộ, thì đây là điều mà trong cuộc sống bộn bề ngày nay ai cũng cần. Bởi có lẽ là quá nhiều rắc rối, quá nhiều phiền toái trong cuộc sống thì người ta lại muốn trở về với bản ngã của mình, đúng không Ni Sư? Dạ đúng rồi. Dạ, thì bây giờ thì Minh Huy mời Ni Sư dành một cái lời mời gọi tất cả quý thiền sinh nói riêng và những người từ những sắc dân, những tôn giáo khác đến với Thiền Miện Phổ Môn trong ngày sinh nhật đặc biệt này. Dạ, cảm ơn Minh Huy. Nếu mà có một cái lời nói thì sư chỉ muốn nói rằng là rất mong được đón tất cả quý đồng hương Phật tử đến dự lễ sinh nhật Thiền Miện Phổ Môn, bởi vì đó là cả tấm lòng, đó là cả tâm huyết của Phổ Môn muốn mở ra để chào đón quý đồng hương Phật tử về tham dự cái sinh nhật Phổ Môn, và cũng nói để lên cảm ơn tất cả sự phát tâm của quý vị. Và quý vị biết rằng là trên cái mảnh đất mới đó mình cũng có chỗ đậu xe rất là thuận tiện cho quý vị về để mà tham dự, cho nên là có lẽ là chỉ biết một điều duy nhất là rất là chờ cái ngày đó và sẽ gặp được tất cả quý vị trong cái ngày sinh nhật Thiền Viện Phổ Môn. Dạ, xin mời chị Tuệ Quán. Còn Tuệ Quán thì cũng tiếp lời Ni Sư, rất nằm trong ban tổ chức, thì khi mình tổ chức một buổi tiệc rất rất là mong mọi người về tham dự để ủng hộ tinh thần. Ban tổ chức của thiền sinh thì sẽ hết lòng lo cho cái bữa tiệc thật chu đáo để đón tiếp quý quan khách, để không có những cái lỗi. Cho Tuệ Quán nói chút xíu lý do mà mình tổ chức dù miếng đất mới nó chưa phải là cái thiền viện, nhưng mà khi mình nói cái trung tâm giác ngộ mình nghe nó hơi xa chút xíu, nhưng mà khi mình cảm nhận cái đó là một cái ngôi nhà tâm linh của mình, mình cùng về với một tổ chức, trở về một cái nơi chốn của mình, tự mình đặt chân lên cái miếng đất mới của mình mà mình đã từng đóng góp cúng dường, cái cảm nhận của mình lúc đó nó sẽ khác hẳn Minh Huy. Dạ. Mình về đó thay vì tại vì mình biết là thiền viện vẫn chưa có, nhưng mà mình vẫn, Ni Sư vẫn cùng với ban tổ chức sẽ làm ở đó để cho tất cả quan khách về đặt chân lên và cảm nhận được cái cảm nhận miếng đất mình đã chung tay đóng góp như thế nào để tạo dựng cái ngôi nhà cho chính mình chứ không phải chỉ riêng cho ai. Thì rất là mong quý quan khách đồng hương dành chút thời giờ về để tham dự và chúc mừng cho Phổ Môn được tròn 13 tuổi trên đất mới. Dạ vâng, thì chúng ta còn khoảng 2 phút nữa chúng ta hết giờ, thì Minh Huy cũng muốn hỏi Ni Sư một câu cuối cùng trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Thì như chị Tuệ Quán vừa nói về cái Thiền Viện Phổ Môn trên mảnh đất mới sắp tới là cái trung tâm giác ngộ, thì cái trung tâm giác ngộ này Minh Huy thấy là có cái sự rất là nhiều bàn tay nằm ở trong cái trung tâm đó, bên cạnh đó nhiều cái trái tim yêu mến Thiền Viện Phổ Môn. Thì Ni Sư định hướng trung tâm giác ngộ sắp tới sau khi hoàn mãn rồi thì có những cái sinh hoạt gì mà Ni Sư rất là chuẩn bị trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Dạ, thì khi mà trung tâm đã hoàn thành á, thì mình sẽ tập trung vào để mà mở nhiều khóa tu học, khóa tu cho người Việt, khóa tu cho người bản xứ, và đồng thời đặc biệt là mình sẽ dành nhiều cái khóa sinh hoạt cho các em, bởi vì Minh Huy nghĩ rằng bây giờ các em hiện giờ lớn lên ở cái xã hội này chạy theo cái khoa học vật chất rất là nhiều và đánh mất cái con người của mình rất là nhiều, và đó là một cái nỗi bận tâm rất là lớn của các bậc phụ huynh. Thành ra mình muốn rằng là khi mà Phổ Môn có mặt rồi thì mình cũng muốn phụ cho tất cả các bậc phụ huynh đỡ đi một cái gánh nặng là mở tất cả các khóa học để làm sao giúp cho các em hiểu về mình, hiểu về cha mẹ và hiểu được cái tương lai của các em như thế nào khi lớn lên ở cái xứ Mỹ này. Yeah. Cho nên đó là cái niềm trăn trở của sư, và sư mong rằng là đó cũng gánh đỡ một cái gánh nặng cho các bậc phụ huynh, để mà các bậc phụ huynh cảm thấy là mình nhẹ nhàng bớt, để mà mình yên tâm mình đi làm, và mình biết rằng là Phổ Môn là nơi để mà giúp cho tất cả con em của mình tìm lại cái niềm vui trong cuộc sống. Thì đó là cái điểm mà đặc biệt mà mình sẽ dành khi mà có Thiền Viện Phổ Môn mới.
Dạ, như vậy thì một lần nữa Minh Huy rất là tha thiết kêu gọi tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như tất cả những người quan tâm đến Thiền viện Phổ Môn cũng như là bộ môn thiền định, thì xin quý vị dành một chút thời giờ của quý vị đến vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 4 sắp tới tại khuôn viên mới trên mảnh đất của Thiền viện Phổ Môn sắp được xây dựng, đó chính là địa chỉ là 15202 đường Dora Lane, Sugar Lane, Texas 77498. Mọi chi tiết về buổi này thì xin quý vị gọi về số là 281-565-9718, một lần nữa là 281-565-9718 để chúng ta có thể đến không bị lạc đường, đến đúng giờ đúng ngày cũng như là chia sẻ niềm vui này trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của Thiền viện Phổ Môn. Đến đây thì Minh Huy cùng với Ni sư Thích Diệu Thiện cũng như là chị Tuệ Quán xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay của tất cả chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của Thiền viện Phổ Môn.